Hi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về cái thủ tục xin PR, tức là Permanent Resident, thường trú nhân ở Malaysia như thế nào. Đối với người mà kết hôn với công dân Malaysia thì điều kiện để mà xin cấp thẻ cư trú dài hạn, tức là thẻ PR, Permanent Resident ở Malaysia thì sẽ bao gồm các điều kiện sau. Thứ nhất là phải kết hôn với công dân Malaysia và có giấy đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật Malaysia. Thứ hai là phải chứng minh được cái quan hệ hôn nhân chân thành thông qua các chứng từ hồ sơ kết hôn như là giấy khai sinh, giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân và các bằng chứng khác. Và cái thứ ba là bạn phải sống ở Malaysia ít nhất 5 năm. Và cái thứ tư là bạn phải giao tiếp được cái ngôn ngữ Malaysia một cách lưu loát. Thứ năm, đảm bảo về vấn đề sức khỏe và không có bất kỳ tiền án tiền sự nào ở Malaysia hay ở đất nước khác. Và cái cuối cùng là người chồng của bạn sẽ là người đứng ra bảo lãnh cho bạn trong việc xin cái PR này. Bây giờ mình sẽ nói rõ hơn về cái thường trú nhân ở Malaysia là gì nhé. Tức là cái PR này là gì cho các chị em mà những các bạn nào kết hôn với người Malaysia hiểu rõ hơn. Thì theo định nghĩa, cái thường trú nhân là người được cấp quyền sinh sống tại Malaysia vô thời hạn. Cá nhân là công dân của một quốc gia khác nhưng được cấp tư cách thường trú nhân tại Malaysia. Điều này có nghĩa là không cần gia hạn thị thực nữa và bạn có quyền ra vào Malaysia một cách hợp pháp và ở vô thời hạn, bạn sẽ hưởng được các đặc quyền như là một công dân của Malaysia. Nhưng chỉ có điều là bạn không được quốc tịch Malaysia mà thôi. Thay vào đó, quyền công dân của bạn vẫn là quốc tịch của đất nước bạn. Ví dụ như là quyền công dân của mình vẫn thuộc về người Việt Nam, vẫn mang quốc tịch Việt Nam thì mình vẫn hưởng các quyền công dân của người Việt Nam cho dù mình sinh sống ở đất nước Malaysia. Và những người có PR Malaysia thì được hưởng hầu hết các quyền giống như là công dân Malaysia, được cư trú tại quốc gia này vô thời hạn, ra vào tự do và được tìm kiếm việc làm cũng như sở hữu một doanh nghiệp. Và điều lớn nhất cần lưu ý là bạn sẽ không được tham gia vào bất kỳ vấn đề chính trị nào, cũng như là không được quyền đi bầu cử. Và bây giờ tức là một quan trọng đó chính là cái lợi ích khi mà bạn có được PR Malaysia thì bạn sẽ có được những lợi ích gì? Thứ nhất là bạn sẽ được miễn thị thực và các yêu cầu xuất nhập cảnh ra vào khỏi đất nước này. Và cái thứ hai là khả năng cư trú trong nước vô thời hạn. Và thứ ba là bạn sẽ được quyền sở hữu và điều hành công việc kinh doanh của chính mình. Và thứ tư là bạn sẽ được tìm kiếm việc làm mà không cần giấy phép lao động. Và thứ năm là bạn sẽ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và bên cạnh đó thì sẽ có những cái hạn chế của cái PR Malaysia này. Vậy thì đó là những hạn chế nào? Cái đầu tiên là các điều khoản của người nước ngoài khi mua bất động sản, tức là bạn sẽ không được quyền đứng tên, bị cấm tham gia bất kỳ đảng phái hoặc hiệp hội chính trị nào. Kế tiếp là bạn sẽ bị cấm bỏ phiếu trong bầu cử. Và cái điều quan trọng là cái PR của bạn sẽ bị thu hồi bất cứ lúc nào nếu như mà chính phủ thấy cần thiết. Mặc dù không có quốc tịch Malaysia thật sự, nhưng những người có PR và có thể tận hưởng cuộc sống như là một công dân quốc gia. Khi mà bạn có PR thì bạn phải đóng thuế như là những người công nhân bên này. Những chị em nào mà sống ở đây đúng 5 năm thì mình nên đi xin PR. Mình hãy nên đi lo các giấy tờ và thủ tục để mà xin PR. Và tùy theo những cái thành phố, tùy theo bang thì nó sẽ có những cái luật khác nhau. Nhưng đây là những cái quy định chung mà mình tìm hiểu được. Mình hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích được cho những chị em nào đang cần nó. Và nếu như mà mình có nói thiếu sót cái gì đó, chị em nào có thể bổ sung thông tin cho mình thì nhắn tin cho mình nhé.